Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Nói chung là cũng khá là nhiều anh em trên kênh có bảo Khải là review set đồ của Baton The Lock đi cho anh em xem. Và đồ đạc như thế nào mà sao lại đánh Tống Kim Pro như vậy. Thì như những trận đấu Tống Kim khoảng 2-3 ngày vừa lại đây thì anh em đều thấy Khải cầm mặt con lôn. Thì nhiều khi là đánh công nhận là không bơ ca lại Bà Tông Gia Lóc thiệt, tại vì Bà Tông là một trong những cao thủ Gia Lâm chuyên đánh Tống Kim cực kỳ tốt luôn nha. Nếu mà em có thể chơi những server S3 như server S3 Đại Trung Nguyên rồi những server khác của cụm Võ Lâm Tem Vertiser này thì Bà Tông luôn là một trong những cao thủ luôn đánh Tống Kim về hạng top 1. Đơn giản nhất đó là đặc biệt về đường môn bom. Và những trận đường môn bom đó thì Bà Tông đánh rất là tốt. Và sau đó thì Adder đã fix luôn đường bom bom em ơi. Nên là hiện tại bây giờ gần cả năm nay thì đường bom bom bên server này không còn hiệu quả nữa. Thì cho đến bây giờ thì Bà Tăng đã chuyển sang cho mình công lông đao. Và anh em cùng xem server sơ đồ của công lao công lông đao của Bà Tăng như thế nào mà đánh Tống Kim cực kỳ tốt. Theo như Khải thì hiểu sơ qua thì cô Bà Tăng Gia Lóc đang đánh Tống Kim với cái server kéo xe này thì với một ạch chính là công lông đao và kèm theo đó là hai con nghe mi búp. Đó nên là có vẻ đây cũng là một chiến thuật của Bà Tăng. Còn Khải thì Khải đánh một nghe mi và một nem độc. Thì mỗi người một cách đánh thôi em. Còn cách mà giết người bơ ca như thế nào thì đúng rồi, mỗi người một cách đánh thôi. Hơn nhau thì nói chung chỗ cái trình độ thôi. Còn Khải thì nói thiệt anh em là Khải không phải là bơ ca chuyên Tống Kim này nọ. Khải chỉ là giao lưu đánh Tống Kim vui vẻ sau một ngày làm việc cho anh em xem cho vui. Top thì Khải nói chắc chắn với anh em rằng ạc của Khải đánh không bao giờ dưới top 10. Đó. Còn cái top mà hơn hay không thì anh em đừng có tranh cãi làm gì vấn đề. Thì chúng ta chủ yếu là vui vẻ là chính em ơi. Giao lưu cuối ngày với anh em là chính thôi. Rồi kia còn không nói linh tinh liên thiên nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào set đồ của Bà Tăng Gia Lóc cho anh em xem sơ qua. Đầu tiên chúng ta hãy để ý vào thanh đao. Thanh đao này thì cực kỳ là tốt luôn nha anh em. Nói chung hiện tại bây giờ so với hiện tại bây giờ thì có cây đao này quá là đẹp. So với cái điểm là tốc 20, độc sát 45. Và Tống Kim thì với cái lượng độc sát 45 này với lại cánh thêm cái thuốc lắc độc sát nữa thì chắc chắn anh em rằng cái độ độc sát lên rất là cao và kết mạng rất là tốt. Đó, còn Khải thì Khải chỉ mang sát thương thì cái lực tay Khải cao nhưng mà Khải kết có vẻ không bằng cái độ độc sát được. Nếu anh em có xem thì độc sát nó sẽ kết tốt hơn. Thì so qua sơ lại thì hai cái đao Khải với Bà Tăng cũng dạng 50. Cái đao Khải thì sát thương 32, còn cái đao này thì độc sát 45. Cũng cực kỳ là VIP mà hiện tại so với Khải thấy cái đao này là độc sát thì Khải thấy dạng là normal 1 rồi. Dạng là normal 1 về độc sát rồi. Đó, còn sát thương thì Khải là dạng normal 1. Rồi anh tiếp tục chúng ta cùng xem qua gia chiên. Đỡ kết được cái đao này thì gia truyền của Bà Tăng đang sử dụng như mình gia truyền hồ thủy kháng cả 9 và kháng hỏa 5. Khải nghĩ cái dòng kháng hỏa 5 này coi như bỏ này mà chỉ lấy cái dòng hồ thủy và kết được cái đao dòng 1 này mà thôi. Và cái áo chúng ta cũng xem qua áo thì sinh lực cao, sinh lực 110 đi kèm theo phục hồi 40. Cái áo này cũng dạng là tầm trung, chưa gì gọi là VIP cả. Nhìn sơ qua có cái đao này. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn qua cái nón thì cũng sinh lực cao và kháng độc 18 và chuyển hóa sát thương chuyển hóa thành nội lực 2% ở đại lưng. Rồi đại lưng này là một trong những đại lưng no 1 rồi. Hiện tại bây giờ Khải thấy đại lưng này là 140. Một trong những cái đại lưng Khải cũng đang khá là thèm muốn anh em ơi. Đại lưng này 40 làm chậm, sinh lực 74. Và chiếc nhẫn làm chậm 30. So với hiện tại bây giờ thì chiếc nhẫn này với lại đại lưng này thì hiện tại Bà Tăng đang có cho mình 70 làm chậm. 70 làm chậm và kèm theo con Nga Mi búp thì Khải nghĩ hiện tại Bà Tăng đã có cho mình khoảng hơn 90 làm chậm và đạt mốc 80 nha anh em. Đạt mốc 80 làm chậm rồi nha anh em. Rồi chúng ta cùng xem qua nhẫn trên. Nhẫn trên sinh lực 122. Wow, cái nhẫn này đẹp quá. Nhẫn bán không? Nhẫn thủy. Nhẫn đẹp quá. Nhẫn này Khải đang thèm mà. Sinh lực 122 và chóng 30. Kháng hỏa 19 và kèm theo đôi giày. Đôi giày kháng hỏa 11 và chóng 30. Hiện tại đang có cho mình móc chóng 70. Rồi sau đây là móc chóng 60 và kèm theo nghe mi là đạt móc 80 nha anh em. Kèm theo nghe mi và thanh âm phản sướng thì Khải nghĩ là đạt móc chóng 80 rồi. Còn Khải thì chưa được anh em ơi. Khải nhìn sơ qua thì chón 20, cái này chón 30 thì nó chỉ mới cái 50 và kèm hiện tại cấp con nghe mi Khải mới có 82, 83 thì chón chỉ được có 70 thôi. Khải chưa đặt móc chón và tăng này quá đạt anh em ơi. 60 chón này, 60 cộng với thanh âm nữa đặt 80 này. Đó, nói chung là hai móc của thằng Bà Tăng là làm chậm và là chón đều đặt móc 80. Rồi bao tay kháng lôi 28 sinh lực 80. Trời ơi, bao tay cũng đẹp quá. Ngọc bội ui. Bồi cũng ngon nha, sinh lực 121 và kháng lôi 19. Quá chắc luôn em ơi. Và đi kèm theo một chiếu giả. Nói chung nhìn sơ qua đồ của Bà Tăng thì tổng quan thì Khải thấy là có VIP nhất đó là cây đao. Cây đao và bao tay. Ngọc bồi cũng dạng là ok rồi. Ngọc bồi này thì quá chắc này em ơi. Khải đang tìm ngọc bồi như thế này mà không ra. Rồi nhẫn 130 thì cũng dạng trung bình thôi. Đai lưng hiện tại cũng quá ok rồi. Đai lưng này Khải đang tìm mua mà chưa ra. Rồi nhẫn này 19-30 quá đẹp luôn này. Quá đẹp rồi. Chỉ có đôi giày hơi cùi một chút này. Nhẫn này, nhẫn đẹp này. Đao đẹp này, bao tay đẹp này, đai lưng đẹp này,
Đó, Ngọc Bội cũng dạng tầm trung khá là đẹp rồi. Tầm này Khải mua không ra rồi. Rồi ok, nói chung là nhìn set đồ của bà Tăng thì anh em nhìn sơ qua, hiện tại bà Tăng đang top 5 server. Khải nghĩ hiện tại bây giờ bà Tăng phải 96 cấp anh em ơi. Còn cái đồ mà Võ Lâm Mật Tật hay tại kênh thì Khải chưa biết nha anh em ơi. Full hay không thì Khải cũng chưa hiểu, tại vì là trên này không có sâu điểm á, nên là Khải không rõ được. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chắc chắn anh em rằng bà Tăng là một trong những cao thủ đang tranh giành top 1 với lại Thiên Nhẫn Đao thứ dưới chịu nổi. Thứ dưới chịu nổi thì Khải cũng đã review set đồ của thứ dưới chịu nổi cho anh em xem rồi ở cái tập trước. Và ở tập này thì chúng ta đang xem set đồ của bà Tăng Yalok. Nhìn sơ qua quá rất ok anh em ơi. Tuy rằng mang cái đao độc sắc nhưng mà Khải nghĩ bà Tăng kết mạng gơ quá. Trong những mọi tống kim thì mỗi trận tống kim Khải thấy bà Tăng giết người kinh khủng thiệt. Khải thì chém sơ thì mỗi trận được hơn 200-230. Còn mà Tăng thì tầm cứ 250-260 mạng em. Lúc nào cũng hơn Khải tầm 3-40 mạng, cực kỳ tốt. Nói chung là ông này vừa cao quá hay thì mình không có nói được rồi, không nói nữa rồi anh em ơi. Đó. Móc thì quá đẹp, đặt móc các kiểu rồi. Kèm theo game server này đặt móc nha anh em. Rồi ok, nói chung là anh em đã xem video này thì đừng quên cho lại bà Tăng Vlog một like, chia sẻ và cũng như ủng hộ kênh Di Khải Gaming của Khải nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em và chào, hẹn gặp lại anh em ở những video cao thủ tống kim lần sau nha anh em ơi. Ok, bye bye mọi người, bye bye anh em.